Hello nha anh em. Sáng phép lên cái chiếc lách khổ à. Chỉ số tài tài lộc lộc cho anh em nha anh em ơi. Để cho anh em win cup may mắn nha. Để không anh em xa bờ hết trơn luôn rồi, chết em luôn rồi. Mấy anh xa bờ hết, bỏ em bơ vơ. Này màu bạc anh em ơi. Tối chắc xa bờ cũng không ít đâu ạ. À. Chủ nhà hả? Đại gia rồi. Mua tỷ số này kia đâu ăn không có đâu anh em ơi. Ra mày đó là công bằng hết ha. Ra đó đá là công bằng hết 5 năm. Qua ta chắc đá 3 trận nghỉ. Mày vô nhỏ bánh câm luôn ha, nhìn phê. Xe áo sống chạy chỗ máy đỉnh. Máy quá chắc. Chạy nói chung áo chạy. Xe áo dày sơn nữa. Bóp thắng bên đây mới được. Hết biết cái máy về cái dòng này. Mio này ta còn gọi là Mio máy Thái anh em ha. Dòng này nó nhập á. Nam gáp. Máy chắc nịch à. Hả? Xe này con gái mua về binh lên màu hồng cho nó. Trời ơi đi học. Thật chim anh chứ hả? Đẹp ơi là đẹp. Đã ơi là đã. Về mở ra hết vệ sinh cho thợ rửa trong hang, từ đường dây, từ ngon ốc à, từng cục máy rửa cho sạch hết, lường liếc cầu hang. Quần áo đem đi ôm lại sơn màu trắng hồng à, hoặc xanh hồng giống như quýt ba nè. Quả bình này cho nó chạy à, được cái máy nó gấu quá gấu. Máy zin nha mấy anh, chưa đụng chạm nữa nè à, cái hơi đó, tay ga phần nào mà qua nổi lo nổi cái hơi máy Genty này. Thấy không? Cái đùm chà bá luôn à, cái đùm như cái dễ đựng gà luôn. Xe này nhà có mấy chị mấy cô đâu á, cái nhỏ con đó anh em mua cái gỗ á, lên hội Mio á đặt một cái gỗ nó dài lắm sâu lắm, để cho mày phải đi chợ cũng được ha, đâu có nhiêu tiền đâu, 10 triệu bạc à, đi chợ đi bố hết ý luôn cái máy nè. Biển số này là không rút nha, biển số này em kêu rút không rút đâu. Để gì đó. Chứ biển này em rút gì nữa, tài lộc lum hết trơn rút gì. Trời ơi đi sao mấy ngàn máy cỡ đó. Cái này nếu chút kêu gấu lột á, phơi nắng nó lột á. Da mà đi chìa khóa Honda luôn. Cái đó không quan trọng ha. Một là vô hãng mua thay, hai là vỗ lại bình thường. Xe này bình là nguyên con, chơi cái màu rồi kìa, chơi cái màu sơn chân lại luôn, sơn y như bút ba này. Rồi ok anh em à, anh em nào khoái ha, đam mê thì dứt như nè, 10 triệu